Hi, chào các bạn, là Game Hay Thế Giới đây. Hôm nay tôi lại tiếp tục sinh tồn 100 ngày là khủng long bọc giáp và thu thập tất cả những bộ giáp mạnh nhất của loài khủng long này. Cụ thể câu chuyện như thế nào, xin mời các bạn cùng theo dõi. Em ơi, chúng ta đi thôi, cái thứ này có lẽ nó không nở đâu. Không được, nó là con của em, em không bỏ nó đâu. Hả? Động đậy rồi kìa, nó động đậy rồi kìa. Cuối cùng, nó cũng đã chào đời rồi, hay quá. Đây là đâu? Tôi là ai? Còn hai người nữa, không lẽ hai người định bắt cóc tôi hả? Con bình tĩnh đi, chúng ta là loài khủng long bọc giáp đây. Mẹ là mẹ của con, còn đây là người yêu mới của mẹ. Ông ấy sẽ chăm sóc hai mẹ con mình. What the hell? Ồ, vậy cha của tôi ở đâu? Không lẽ mẹ cấm sừng cha hả? Nhóc con, cha của ngươi bị kẻ thù giết chết ăn thịt rồi. Ta thấy mẹ của ngươi đơn thân tội nghiệp, nên ta quen bà ấy đó. Thôi được rồi, gia đình chúng ta nhanh chóng về phía nam đi. Trời bắt đầu trở lạnh rồi đó. Nào, mau theo mẹ nè con. Không chịu, con muốn cha cơ. Trời đất ơi, mẹ đã nói cha con chết từ lâu rồi mà. Hay để người khác chăm sóc hai mẹ con mình, để hai mẹ con mình đỡ khổ. Không, con không muốn sống với người lạ đâu. Một con khủng long con mới nở à? Hay lắm, mấy ngày rồi ta chưa có gì vào bụng, hôm nay ta phải xé xác nó bằng được. Nè, con khủng long kia, ngươi muốn tìm cha đúng không? Ta sẽ đưa ngươi xuống địa ngục cho ngươi tìm cha. Rồi. Chết tiệt. Một con sói ác quỷ. Khốn kiếp, mau nhả con của ta ra. Ngay đầu tiên nhìn thấy mặt trời của tôi cũng đã trải qua một cách kinh hoàng như thế. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, bởi vì tôi bản chất là một con khủng long bọc giáp gai, nên đầy cơ thể tôi là những sừng gai vô cùng nhọn. Thứ sói ác quỷ này nuốt tôi vào bụng, không bao lâu thì nó cũng lặn đùng ra chết vì thủng khắp bao tử của mình. Khó chịu quá, chật chội quá. Tôi phải ra ngoài. Thoải mái quá. Ồ, mẹ của tôi với ông bồ nhí của bà ở đâu rồi? Mẹ ơi, gì đây, sao thứ này có bộ giáp đẹp long lanh hơn bộ giáp của tôi rất nhiều, là một bộ giáp sắt. Thích quá à. Tôi cũng muốn có bộ áo giáp sắt này. Khoan, thứ này đã chết rồi, vậy thì tôi sẽ lấy của nó. Vâng, sau khi thoát khỏi bụng của con sói khốn kiếp kia thì tôi ngó xung quanh tìm mẹ của mình, không thấy mẹ của tôi đâu. Lại phát hiện ra thứ sinh vật nào đó mang một bộ áo giáp sắt, nhưng nó đã chết. Tôi tiến lại gần cơ thể nó và bắt đầu đục khoét người của nó để ăn thịt, đồng thời mang cái bộ áo giáp sắt nó vào người của mình. Thật bất ngờ, bộ áo giáp này vô cùng vừa vặn với tôi. Wow, đẹp quá. Còn ngầu nữa, chắc chắn mấy con khủng long bọc giáp khác sẽ rụng trứng hết vì tôi mất. Được rồi, bây giờ tôi phải nhanh chóng tìm lại mẹ của mình, tìm về đồng loại của mình, chứ tôi không muốn sống một mình lẻ loi đâu. À đúng rồi, hướng nam, họ đã nói họ quay về hướng nam, tôi sẽ tìm đường tới đó. Thế là tôi cũng bắt đầu di chuyển. Tôi di chuyển một chặng đường dài và cũng mất hết một tháng trời, nhưng vẫn chẳng thấy đồng loại của tôi ở đâu. Thì lúc này trên đường tôi bắt gặp một sinh vật hết sức lạ lùng, người của nó toàn là nham thạch. Cái quái quỷ gì thế này? Một thứ sinh vật bọc giáp sắt à? Lần đầu tiên ta nhìn thấy đó. Này, ngươi là loài nào? Ngươi định đi đâu thế? Tôi là một khủng long bọc giáp sừng. Tôi có được bộ giáp sắt này là nhờ nhặt được của một sinh vật đã chết. À, ông cho tôi hỏi, Tôi muốn về phía nam để tìm đồng loại của mình, ông biết đi hướng nào không? Cái gì? Mày cũng là một con khủng long bọc giáp nữa à? Tao vừa mới xé xác một bầy luôn đó. Chết tiệt, tên khốn kiếp này. À đúng rồi, bộ giáp của tao sau khi tao chiến đấu cũng đã hư hỏng quăng ở đằng kia. Bây giờ tao cần một bộ áo giáp mới.
Tao sẽ xé xác mày và lấy luôn bộ giáp của mày. Không dễ dàng như vậy đâu. Có chết tao cũng sẽ liều mạng kéo mày chết chung. Tôi sau khi biết được thứ này đã giết chết đồng loại của mình, tôi vô cùng căm phẫn. Tôi đã liều mạng lao tới và đối đầu với hắn. Hắn rất mạnh. Hắn không những to mà có thể phun ra lửa hàng ngàn độ thiêu đốt cơ thể tôi. Nhưng may mắn nhờ bộ áo giáp sắt mà tôi vô tình nhặt được, nó cũng bảo vệ tôi. Thế là tôi chớp lấy cơ hội ngàn năm có một, tiến tới chỗ bộ phận duy trì nội giống của hắn, cắn liên tục vào đó, khiến hắn vô cùng đau đớn. Khó, chết mẹ rồi đó con. Trải qua mấy ngày chiến đấu thì hắn bắt đầu yếu dần, yếu mòn. Và kết cục tôi đã giành phần thắng. Được rồi, bây giờ tôi phải cấp tốc đi tìm những đồng loại đã bị hắn tấn công, không biết ai còn sống hay không. Kìa, chắc chắn là họ rồi. Mẹ ơi, ông bồ nhí của mẹ ơi, hai người còn sống hay không? Hai người không được chết. Hai người còn phải lấy vợ cho tôi, Rồi giúp tôi chăm cháu nữa chứ. Này, không lẽ không ai còn sống hay sao? Tôi không chịu đâu. Tôi không muốn sống cô đơn lẻ loi một mình đâu. Tôi không muốn bị đóng mạng nhện đâu. Ai vậy? Này. Hay quá. Còn một khủng long bọc giáp còn sống. Này. Mau lên. Nhặt lấy những mảnh giáp neon của con thằng lặng nham thạch hồi nãy, rồi đi giải cứu bầy loài của chúng ta ở phía trước đi. Cái gì? Bầy loài của chúng ta vẫn còn sống à? Hay quá, tôi sẽ đi ngay. Khoan, giáp neon của con thằng lặng nham thạch. Hay lắm. Vậy thì mình sẽ lấy hết tất cả bọn chúng gắn lên người của mình. Vâng, sau khi tôi tìm được một vài đồng loại của tôi đang nằm hấp hối, một trong số đó bảo rằng những đồng loại khác vẫn còn sống, tuy nhiên họ đang gặp nguy hiểm. Thế là tôi cũng cấp tốc lên đường và cũng không quên thu thập những mảnh giáp neon của con thằng lằn nham thạch hồi nãy đã chết để lại. Kết quả người của tôi bây giờ giống như là một cái dãy bóng đèn neon vậy, vô cùng đẹp mắt. Được rồi, tôi sẽ tiếp tục lên đường giải cứu đồng loại còn lại của mình. Đi mãi, thêm một khoảng thời gian dài, suốt một tháng, tôi vẫn chưa gặp được đồng loại của mình. Lúc này tôi rất buồn và bắt đầu bi quan. Liệu họ còn sống không? Liệu mẹ tôi và ông bồ nhí của bà còn tồn tại hay không? À đúng rồi, còn mấy em khủng long bọc giáp cái nữa. Không biết mẹ em đã lấy chồng hết chưa? Có em nào FA cô đơn để tôi lấy làm vợ hay không? Nếu mà tới đó gặp em nào cũng lấy chồng hết, chắc tôi chết quá. Đang suy nghĩ tiêu cực thì đột nhiên tôi đã lạc vào một hang ổ của bầy rắn khổng lồ. Chết tiệt, lũ rắn này rất dữ tợn. Nhìn thấy tôi, bọn chúng đã lao ra và bắt đầu phun độc định nuốt chửng tôi. Nhưng cũng may, nhờ đặc tính của bộ áo giáp neon mà tôi thu thập được, nó kháng độc các bạn à. Thậm chí nó còn giúp tôi chiến đấu lanh lẹ và đòn sát thương cực kỳ cao. Lợi dụng cơ hội này, tôi cũng đã chống lại lũ rắn khổng lồ kia. Cứ tiếp tục đi thì lũ rắn ù ra càng nhiều. Tôi đã chống trả từng con và mất rất nhiều thời gian để đi qua vùng đất này. Nhưng cho đến hôm cuối cùng, tôi hạ con rắn cúng cùi thì nó đã cầu xin van lạy tôi bảo tha cho nó, bởi vì nó là con cuối cùng. Nếu giết nó rồi, giống loài rắn khổng lồ sẽ tuyệt chủng mất. Tôi cũng nể tình nên bỏ qua cho nó. Đối lại, nó đền ơn tôi bằng cách chỉ cho tôi một nơi có một cái xác của một sinh vật to lớn mang một thứ áo giáp rất mạnh. Tôi vô cùng háo hức, không biết thứ to lớn đó đang mang áo giáp gì, có giống như tôi hay không. Tôi lập tức lên đường, đi thêm mấy ngày nữa, cuối cùng tôi cũng tới chỗ đó. Đúng sự thật là như vậy, những con rắn kia không lừa tôi. Wow, một thứ tai tạnh gì đó rất lớn. Hả? Trên người của nó dường như cũng có những lớp áo giáp, nhưng nhìn giống như là áo giáp băng quá đi. Vậy thì tôi sẽ lấy thứ áo giáp này mới được. Wow, không thể tin vào mắt của mình được.
tôi mang bộ áo giáp này vào. Người của tôi to ra đã phải xung quanh cơ thể của tôi còn xuất hiện điện tích nữa, và cả hơi lạnh của băng nữa. Không lẽ đây là bộ áo giáp tai thành điện băng hay sao? Chết tiệt, vừa có băng vừa có điện, ngầu quá, nhức nách quá. Được rồi, nhanh chóng tiến về phía trước giải cứu đồng loại của tôi thôi. Lúc này với cái cơ thể khổng lồ và nhanh nhẹn hơn rất nhiều, tôi cũng di chuyển một cách nhanh chóng. Thêm mười mấy ngày nữa, cuối cùng tôi cũng đã bắt gặp được họ. Luka xấu hắc áo khô kiếp, mau tránh xa lời khủng long bọc giáp chúng ta ra. Chúng ta chỉ muốn về phía nam sưởi ấm thôi. Bọn mày đi ngang qua đây đều là thức ăn của bọn tao, chịu chết đi. Mẹ kiếp, cuối cùng mình đã gặp được đồng loại của mình rồi. Luka xấu khô kiếp kìa, mau tránh ra, các ngươi không có quyền đụng tới họ. Chết tiệt, thứ gì kìa? Nhờ bộ áo giáp siêu cấp tai tàn vừa có băng vừa có điện này, tôi đã dán những đòn chí mạng vào lũ cá sấu hắc ám, và sức mạnh quá chênh lệch khiến cho bọn chúng tàn sát một cách nhanh chóng. Tôi cuối cùng cũng đã giải cứu được bầy loài và đồng loại của tôi. Vâng, vậy là cũng đã đủ 100 ngày tôi đã sinh tồn thành công. Được rồi, bây giờ tôi sẽ tiếp tục bảo vệ đồng loại của mình tiến về phía nam.